Đây mình đi tới từ hồ Ba Bể đây nhá. Nó chạy xuống bên này. Từ hồ Ba Bể bên kia mình vừa đi thuyền đó. Thì theo con sông Năng nó chảy xuống đây và chảy ra hồ thủy điện bên phía Tuyên Quang. Cách đây 3 km là mình sẽ đến cái hồ Tuyên Quang. Hai tỉnh nó chạm vào Tuyên Quang. Ở đây là thác Đầu Đặng. Đầu Đặng. Đặng. Ở Bắc Cạn. Bắc Cạn. Giờ đây phải nói cho chuẩn. Đầu Đặng. Đầu Đặng. Bắc Cạn. Cạn. Giống như mò bộ ha, coi chừng đó nha. Cái chính giữa cái chỗ cái sắt á. Mấy hôm nay mưa nhiều, bãi nước rất là nhiều, thác đổ rất là mạnh. Em xã mình đó, ở đây nóng quá, hầm hơi nước nó lên hầm lắm, mà mồ hôi mình nó đổ nhiễu nhão luôn. Ở trên này có cái quán nhỏ nhỏ bán nước mía. Nước mía siêu sạch. Ở đây nói vậy đó. Trời ơi, ở trên đường đi xuống thác đó hả, là nhiều rau gì quá này. Dầu giết hả? Không phải. Cái thác gì để mà mình lấy cái hàng quên này. Lá lốt. Lá lốt. Lá lốt nồng trơn trơn luôn. Nó đeo đầy là anh luôn kìa. À. Quay lại. Mấy gốm đậu trên tay nè. Gốm đậu ngay đồng hồ luôn nè. Gốm đậu ngay tay luôn. Nó cái nó dạng không? Có gió lên một chút thì nó cảm thấy dễ chịu, nhưng mà nó tắt gió là nó không.